Trong thời gian gần đây, thế giới đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường, không chứa thuốc trừ sâu hóa học và kháng sinh. Quy trình phun quá nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp trước đây, cùng với việc sử dụng kháng sinh và chất tẩy rửa để ngăn ngừa dịch bệnh trong chăn nuôi và thủy sản, đã gây ô nhiễm môi trường của chính chúng ta. EcoBitNet sẽ đi đầu trong việc bảo vệ môi trường với tư cách là đơn vị tiên phong về công nghệ trong lĩnh vực môi trường trong sạch, canh tác hữu cơ bền vững theo hướng có lợi cho sức khỏe và đáng tin cậy. EcoBitNet đón nhận thách thức kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách tạo ra các giá trị khác biệt trong ngành công nghiệp sinh học. Chúng tôi sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp sinh học tương lai thân thiện với môi trường. EcoBitNet đang trên hành trình hướng tới khát vọng lớn lao hơn. CI của EcoBitNet tượng trưng cho bầu trời, nước và đất. CI phản ánh ý chí của công ty trong việc góp phần tạo nên môi trường trong sạch và cuộc sống lành mạnh. Kể từ khi thành lập vào năm 2000, EcoBitNet chỉ tập trung vào việc phát triển môi trường trong sạch và các sản phẩm hữu cơ. Đặt cơ sở tại Viện Nghiên cứu và nhà máy sản xuất được thành lập vào năm 2006, sản phẩm của công ty đã được đăng ký là sản phẩm thức ăn vi sinh tổng hợp đầu tiên ở Hàn Quốc. Kể từ đó, công ty đã nổi lên như một lực lượng mới trong cả hoạt động kinh doanh theo hướng bảo vệ môi trường lẫn ngành công nghiệp sinh học. EcoBitNet theo đuổi biện pháp canh tác hữu cơ, bền vững và môi trường trong sạch dựa trên công nghệ sinh học thân thiện với môi trường và mang đẳng cấp thế giới. Nông nghiệp, chăn nuôi và các lĩnh vực thủy sản đang sử dụng các tác nhân vi sinh vật thân thiện với môi trường như nấm men, vi khuẩn quang hợp và vi khuẩn axit lactic. Lĩnh vực vật liệu sinh học đang sử dụng công nghệ nuôi cấy đại trà và công nghệ tổng hợp hữu cơ. Lĩnh vực môi trường sinh học có thể chuyển đổi chất thải hữu cơ thành nguồn năng lượng thông qua hệ thống lọc nước ở hồ và khử mùi hôi. Lĩnh vực thiết bị nuôi cấy vi sinh vật hữu hiệu có thể giúp khách hàng trực tiếp nuôi cấy các vi sinh vật có ích. Các hoạt động kinh doanh hướng tới nông nghiệp và chăn nuôi chính của EcoBitNet được chia thành hai phân khúc. Phân khúc đầu tiên là hệ thống CellAct cho phép khách hàng lựa chọn bộ vi sinh vật hữu hiệu, gồm có men hiệu suất cao, dung môi và các thiết bị nuôi cấy vi sinh vật. Phân khúc còn lại là các sản phẩm vi sinh vật đậm đặc, có chất lượng cao và có thể được khách hàng sử dụng trực tiếp. EcoPacta là một trong những nhãn hiệu tiêu biểu nhất trong ngành chăn nuôi, sử dụng các loại vi sinh vật khác nhau làm nguyên liệu, với mục đích làm giảm sự bùng phát dịch bệnh và vật gây hại, giảm thiểu mùi hôi và chất thải bên trong chuồng trại. Ngoài ra, sản phẩm này có thể giải quyết tình trạng mất cân bằng về dinh dưỡng do sử dụng thức ăn công thức và cải thiện chất lượng của vật nuôi và nông sản. Sản phẩm này có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm gia súc, heo và gia cầm. Dòng sản phẩm AquaPacta đang nhận được nhiều sự yêu mến trong ngành nuôi trồng thủy sản. Sản phẩm này đang liên tục cải thiện chất lượng bằng cách đáp ứng được những nhu cầu và sự thuận tiện của người tiêu dùng. Các sinh vật quang hợp được dùng làm nguyên liệu chính để lọc nước và phân hủy hữu cơ một cách xuất sắc và cho thấy rằng hiệu quả làm sạch tuyệt vời trên tất cả các tầng nước. Những vi sinh vật này đã được chứng minh là mang lại hiệu quả cao trong việc nuôi cấy vi sinh trong thực phẩm dựa trên các nguồn dinh dưỡng phong phú. Với mục tiêu canh tác hữu cơ thân thiện với môi trường và bền vững, EcoBitNet đang góp phần nâng cao thu nhập của nông dân bằng cách tăng năng suất cây trồng và ngăn ngừa sâu bệnh bằng vi khuẩn quang hợp, trừ khuẩn, vi khuẩn axit lactic và nấm men. Trong lĩnh vực vật liệu sinh học, EcoBitNet đã tìm ra và phát triển các vật liệu chức năng như kháng sinh tự nhiên và chất kháng khuẩn, hoạt chất sinh học, sắc tố tự nhiên và các thành phần dược liệu từ nguyên liệu tự nhiên như thực vật và vi sinh vật. Hệ thống khử mùi được phát triển bởi EcoBitNet đã góp phần cải thiện môi trường. Nhiều người dân đã đệ trình đơn khiếu nại những cơ sở gây ra mùi hôi như nhà máy xử lý phân, nhà máy xử lý nước thải và cơ sở tái chế
tài nguyên thực phẩm. Phun trực tiếp vi khuẩn quang hợp đã nuôi cấy và vi khuẩn loại bỏ nitơ có thể giảm thiểu mùi hôi ngay lập tức và giảm đáng kể ngân sách. Chất thải từ thực phẩm, chất thải trong chăn nuôi và chất thải từ hoạt động giết mổ đã được chôn lấp hoặc được chất thành đống cho đến thời điểm hiện tại có thể được tái chế bằng vi sinh vật thành tài nguyên hữu cơ, có thể tái sử dụng làm phân trộn và phân bón. Công ty đang tiên phong đi đầu trong việc bảo vệ môi trường bằng cách cắt giảm chi phí xử lý và tái sử dụng chất thải làm tài nguyên tạo ra giá trị tăng thêm. Ngoài ra, hệ thống lọc nước trong hồ là công nghệ thân thiện với môi trường, cùng một lúc có thể làm sạch cả tầng nước, lẫn lớp trầm tích của hồ. Hệ thống này gồm có thiết bị khuấy trộn bề mặt nước tuyệt vời và yêu cầu đầu vào vi khuẩn quang hợp được cố định và có hiệu quả cao theo định kỳ để loại bỏ khí độc, mùi hôi và phân hủy hữu cơ. EcoBusiness sản xuất và cung cấp hệ thống tự nuôi cấy giúp người tiêu dùng sản xuất các vi sinh vật hữu hiệu cho mục đích sử dụng của họ với men chất lượng cao. CellArt, thiết bị nuôi cấy vi sinh vật hữu hiệu được phát triển bởi EcoBusiness giúp người chưa kinh nghiệm có thể nuôi cấy vi sinh vật bằng men hiệu suất cao và sử dụng tại các trang trại của họ mà không gặp nhiều khó khăn. So với các công ty khác, thời gian ủ cũng ngắn hơn nhiều và chỉ cần một lượng môi trường nuôi cấy cần thiết để ủ với mục đích tạo ra các vi sinh vật đậm đặc. Thiết kế nông học của sản phẩm này làm cho nó dễ dàng làm sạch và tiết kiệm năng lượng, sẽ làm giảm lượng năng lượng tiêu thụ. Vì vậy, mật độ cao các vi sinh vật hữu hiệu có thể được sản xuất theo cách dễ dàng hơn nhiều. Giờ đây, EcoBusiness đang ấp ủ khao khát được vươn ra thị trường toàn cầu. Với những nỗ lực nghiên cứu và phát triển liên tục, chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới và được công nhận tại các thị trường nước ngoài như Hoa Kỳ, New Zealand, Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ. Với tính trung thực, sự lưu tâm đến môi trường, sự chân thành với khách hàng và cam kết liên tục về công nghệ, EcoBusiness sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc tạo ra một tương lai tràn đầy sức sống với tư cách là đơn vị dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thân thiện với môi trường.